Tối qua, mình ngủ mơ, mình trở thành siêu nhân Gao. Vui lắm các bạn ạ. Kiếm triệu hồi siêu thú. Vậy là không phải mình mơ sao? Thơ Nguyễn, cậu cũng mơ giấc mơ giống mình sao? Cả tớ nữa, tớ cũng mơ thấy như vậy. Vậy là cả 5 người bọn mình đều có cùng một giấc mơ. Khi tỉnh dậy thì kiếm triệu hồi siêu thú vẫn còn. Tớ nhớ ra rồi, trong giấc mơ, thầy Đoàn đã biến thành một Superman. Không biết chuyện này có liên quan gì đến thầy không? Các em đã đoán đúng rồi. Bây giờ, thầy sẽ kể cho các em nghe toàn bộ sự thật. Các em đã từng nghe về hiệu ứng nhà kính chưa? Đó là một tác động xấu của con người, như là xả rác bừa bãi, phá rừng, khai thác tài nguyên bừa bãi, làm cho trái đất bị nóng lên và làm thủng một lỗ to ở tầng ozone. Bọn quái vật đã lợi dụng lỗ thủng đó để xâm nhập vào trái đất của chúng ta. Một nhà khoa học đã phát hiện ra điều đó, đó chính là thầy giáo của thầy. Ông ấy đã chế tạo ra những thanh kiếm siêu nhân Gao. Những thanh kiếm này sẽ tự động tìm chủ nhân cho chúng. Là những người chính nghĩa, dũng cảm, có một sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn. Và các em chính là những người được chọn. Có tất cả 6 thanh kiếm siêu nhân Gao. Gao đỏ, vua sư tử. Gao vàng, vua đại bàng. Gao xanh, vua cá mập. Gao đen, vua bò rừng. Gao trắng, nữ vương hổ trắng. Và cuối cùng, gao bạc, vua sói. Tuy nhiên, thanh kiếm triệu hồi siêu thú vua sói này vẫn chưa thể nào tìm ra được chủ nhân của nó. Cho nên, việc bảo vệ trái đất tạm thời giao lại cho 5 bọn em. Hôm trước chỉ là một buổi tập luyện, còn có rất nhiều bọn quái vật mạnh hơn như vậy rất nhiều. Nhất là tên trùm quái vật, nếu chỉ một trong 5 người các em bị thương, thì các em chắc chắn sẽ thua. Và khi ấy, trái đất sẽ bị hủy diệt. Và điều quan trọng nhất, đó là các em phải học hành chăm chỉ và rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Thì các em mới có thể phát huy được hết tất cả sức mạnh của mình được. Các em đã hiểu chưa? Dạ, bọn em hiểu rồi ạ. Cuối cùng, đây chính là 5 chiếc điện thoại siêu nhân Gao. Khi bọn quái vật xuất hiện, nó sẽ báo cho các em biết. Ngoài ra, nó còn có một chức năng rất quan trọng. Đó là nó có khả năng để lại ảnh 3D của các em. Khi đó, các em sẽ có thể tàng hình trong một thời gian ngắn. Như vậy, các em có thể tự do di chuyển để tiêu diệt quái vật. Vậy thì hay quá, để em thử xem. Wow, đúng là như vậy, em đang tàng hình nè. Được rồi, các em vào lớp đi. Có tín hiệu quái vật, bọn chúng đến rồi sao? Chúng ta mau đi thôi. Ha ha ha, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả loài người. Tên quái vật kia, mau dừng tay lại. Siêu nhân Gao cuồng phong, biến hình. Gao đỏ, vua sư tử. Gao vàng, vua đại bàng. Gao xanh, vua cá mập. Gao đen, vua bò rừng. Gao trắng, nữ vương cọp trắng. Hay à! Tên quái vật này có vẻ yếu nhỉ các bạn. Một mình tớ cũng có thể hạ được. Tiểu bảo bảo, đừng khinh địch. Thầy giáo cũng đã nói rồi, sẽ còn có rất nhiều bọn quái vật mạnh hơn nữa. Có những con sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhất là tên trùm quái vật. Lại có tín hiệu quái vật. 5 tên siêu nhân kia, có phải chính các ngươi đã giết chết đồng bọn của ta hôm qua không? Các ngươi hãy mau chịu chết đi. Ánh sáng xanh ma quỷ. Các bạn ơi, mau hợp sức. Tia sáng đỏ công lý. Chúng ta lại dễ dàng giành chiến thắng rồi.
Bọn quái vật chúng ta gặp gần đây yếu nhỉ thưa Nguyễn. Một mình tớ cũng có thể tiêu diệt được hết tất cả bọn chúng. Tiểu Bảo Bảo đừng khinh địch, bọn chúng chỉ là những tên quái vật cấp lính thôi. Nếu gặp một tên quái vật cấp đội trưởng hay tên trùm quái vật thì nếu đi một mình chúng ta sẽ chết chắc. Điện thoại có tín hiệu. Sao quái vật lại xuất hiện vào lúc này nhỉ? Thơ Nguyễn, cậu mau đi tập hợp Suga, Khá Bảnh và Vanh. Tớ sẽ tới trước, đề phòng tên quái vật đó có thể làm bị thương những người vô tội. Được, mình đi đây. Nhưng Tiểu Bảo Bảo, cậu phải nhớ, chờ bọn mình tới không được manh động đấy. Ừ, mình biết rồi. Mình nghĩ, có lẽ Thơ Nguyễn lo xa quá thôi. Với sức mạnh vô địch của mình, thì dù là quái vật cấp đội trưởng, mình cũng có thể dễ dàng đánh bại thôi. Tên quái vật kia, dừng tay. Hừ, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ta chính là đội trưởng của những tên quái vật mà các ngươi đã đánh bại. Hãy mau gọi 4 tên còn lại tới đây, lộp mạng đi. Cần gì 4 người bọn họ, một mình ta cũng thừa sức hạ gục mi rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Được, nếu muốn chết, ta sẽ cho ngươi chết trước. Hay à... Trời ơi, không thể nào, tại sao mình tấn công như vậy mà hắn không bị làm sao? Ha ha ha, bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Hãy xem ta đây. Hay à. A a. Ha ha, ngươi cũng khá đấy. Bị trúng một đòn của ta như vậy mà vẫn còn sống. Bây giờ ta sẽ kết liễu ngươi. Dừng tay lại. Các ngươi đến đúng lúc lắm. Để ta tiêu diệt các ngươi một lần luôn. Các bạn ơi, lên. Hay à. Không ổn rồi. Tiểu Bảo Bảo đang bị thương nặng. Hắn là một tên quái vật cấp đội trưởng. Nếu không có đủ 5 người liên thủ, thì chúng ta không thể là phát huy được hết sức mạnh được. Đến lượt ta, các ngươi hãy xem đây. À à à. Các bạn ơi, chúng ta hãy liên thủ đi, tớ vẫn cố được. Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn một cách duy nhất này thôi. Tiểu Bảo Bảo, hãy cố gắng lên. Triệu hồi sức mạnh siêu thú. Siêu nhân cuồng phong. Thanh gươm công lý. A a a. Các người mạnh đấy, nhưng khi ông trùm của ta tới đây, các người sẽ chết hết thôi. Hoan hô, chúng ta thắng rồi. Tiểu Bảo Bảo, cậu có sao không? Cậu ấy bị thương nặng, lại cố gắng liên thủ với chúng ta, nên đã bị ngất đi rồi. Chúng ta mau đưa cậu ấy đi trị thương thôi. Thưa thầy, tình hình của Tiểu Bảo Bảo sao rồi ạ? Cậu ấy đã bị kiệt sức, hiện tại thì cậu ấy đã tỉnh. Nhưng không còn sức chiến đấu nữa. Thầy đã nhờ Dung Cúc chăm sóc cho cậu ấy rồi. Việc quan trọng bây giờ là tên trùm quái vật đang tới rồi. Nếu không có đủ 5 người thì các em sẽ không thể nào triệu hồi được siêu nhân cuồng phong. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là siêu nhân Gao Bạc, vua sói. Hy vọng thanh kiếm triệu hồi siêu thú vua sói có thể sớm tìm ra chủ nhân. Hợp sức cùng các em thì mới có hy vọng chiến thắng. Có tín hiệu quái vật. Tên trùm đã đến rồi sao? Vậy thì nguy rồi, lần này chúng ta thực sự là hết hy vọng rồi. Thầy đừng lo, bây giờ bọn em sẽ đi tiêu diệt hắn. Không được, các em đi như vậy là lộp mạng. Thầy yên tâm, bọn em biết phải làm gì, hãy tin ở bọn em. Vậy các em phải hết sức cẩn thận, cố gắng kéo dài thời gian, chờ Gao Bạc tới. Vâng ạ, chúng ta đi. Tiểu Bảo Bảo, cậu định đi đâu vậy? Tớ phải đi giúp mọi người, nếu không có đủ 5 người triệu hồi siêu nhân cuồng phong, thì mọi người chắc chắn sẽ mất mạng. Không được, cậu đang bị thương nặng, đứng còn không vững, làm sao mà cậu có thể đi chiến đấu được? Hay là để tớ đi cho, dù có phải hy sinh tính mạng, tớ cũng sẽ bảo vệ mọi người. Thanh kiếm này, đây chính là kiếm triệu hồi siêu thú, vua sói, của Gao Bạc, chính lòng dũng cảm.
và tinh thần chính nghĩa của em đã cảm động được nó, giờ em chính là chủ nhân của nó. Thật vậy sao? Để em thử xem. Siêu nhân Gao Cuồng Phong, biến hình, Gao Bạc, vua sói. Hay quá, thầy xem này, em đang cảm thấy có sức mạnh vô cùng lớn, có thể cắt đứt mọi vật. Bây giờ, em sẽ đi giúp mọi người ngay. Ha ha ha, lũ siêu nhân Gao bọn bay, dám phá hoại kế hoạch của ta. Hôm nay, ta sẽ băm vằm các ngươi ra thành nghìn mảnh. A a a, tên chùm quái vật kia, mau dừng tay lại. Ngươi là tên nào? Tại sao ta chưa bao giờ nghe thuộc hạ của ta nhắc về ngươi? Ta chính là Dung Cúc, Gao Bạc, vua sói. Dung Cúc, thì ra vua sói đã chọn cậu. Vậy thì hay quá, chúng ta đã đủ 5 người. Triệu hồi siêu thú. Gao đỏ, vua sư tử. Gao vàng, vua đại bàng. Gao xanh, vua cá mập. Gao trắng, lữ vương hổ trắng. Gao bạc, vua sói. Siêu nhân Cuồng Phong. Thanh gươm công lý. Chạm. Ta thua rồi. Ta công nhận các người rất mạnh. Tuy nhiên, vũ trụ bao la, còn rất nhiều quái vật mạnh hơn ta. Chừng nào lỗ hổng tầng ozone còn, thì tới một ngày trái đất sẽ bị hủy diệt. Hắn nói đúng, chừng nào lỗ hổng tầng ozone còn, thì ngày đó trái đất còn gặp nguy hiểm. Nhưng hắn đã nhầm một điều. Chúng tôi không chỉ có 6 anh em siêu nhân Gao, chúng tôi có hàng nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ siêu nhân Gao. Cùng với nhau trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, thì các bạn đã trở thành một siêu nhân Gao rồi. Khi đó, lũ quái vật sẽ không còn cơ hội trở lại đây nữa, và trái đất của chúng ta sẽ được xanh sạch, an toàn. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.